Đây là bài 11 trong loạt bài giao tiếp tiếng Trung của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Hãy học cách nói tên nhân vật Trương Hồng trong bài. Trang khốn. Trang. Trang. Khốn. Khốn. Trang khốn. Trang khốn. Hãy nói Trương Hồng. Trang khốn. Trang khốn. Mary. Má lì. David. Tào Uệ. Lục Phụ Bình. Lưu Yu Ping. Lưu Minh. Liễu Miếng. Hãy nói, chào cậu, cậu tên là gì? Ni hao, ni jiao shenme mingzi? Hãy nói tên gì? Shenme mingzi? Anh họ gì? Ni xin shenme? Xin hỏi quý tính đại danh của bạn. 请问您贵姓? Rất vui được làm quen với anh. 认识您很高兴. Tôi cũng rất vui được làm quen với anh. 我也很高兴认识你. 认识你,我也很高兴. Hãy nói, của bố tôi. 我爸爸的. Tên của bố tôi. 我爸爸的名字. 我爸爸的名字. Tên của anh trai tôi. 我哥哥的名字. 我哥哥的名字. Hãy nói tôi biết. 我知道. 我知道. Anh biết. 你知道. Anh biết tên của bố tôi không? 你知道我爸爸的名字吗? 你知道我爸爸的名字吗? Anh không biết tên tôi à? 你不知道我名字吗? 你不知道我名字吗? Xin lỗi, tôi không biết. 对不起,我不知道. 对不起,我不知道. Bạn biết tên của bạn trai mình à? 你知道我男朋友的名字吗? 你知道我男朋友的名字吗? Không biết, mình không quen cậu ấy. 不知道,我不认识他. 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 Hãy nói, mình tên là Trương Hồng. 我叫张红. 我叫张红. Mình họ Trương, tên là Trương Hồng. 我姓张,叫张红. 我姓张,叫张红.
Còn cậu? Nina. Còn bạn trai cậu? Nhìn nam phấn yêu nó. Còn bà nội cậu? Nhìn nài này nó. Còn tên của anh ta thì sao? Cậu có biết không? Tha mình dữ nó, nhì chứ tao mà. Tha mình dữ nó, nhì chứ tao mà. Hay nói, mình tên là Mary, mình là lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Wǒ jiào Ma Lì, wǒ shì Dōngfāng Dàxuè de liú xuè shēng. Wǒ jiào Ma Lì, wǒ shì Dōngfāng Dàxuè de liú xuè shēng. Học viện ngôn ngữ. Yǔ yán xuè yuàn. Đại học ngoại ngữ. Ngoại ngữ đại học. Lưu học sinh của Đại học Đông Phương. Đông Phương Đại học của lưu học sinh. Đông Phương Đại học của lưu học sinh. Hay nói Đại học Đông Phương của chúng tôi. 我们的东方大学 我们的东方大学 của Đại học Đông Phương của chúng tôi. Tôi们的东方大学的 lưu học sinh của Đại học Đông Phương của chúng tôi. 我们东方大学的留学生 我们东方大学的留学生 Hãy nghe từ chuyên ngành. 专业 专 专 业 业 专 业 专 业 Hay nói chuyên ngành, âm Hán Việt là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Chuyên ngành của tôi. 我的专业. Chuyên ngành của bạn. 你的专业. Chuyên ngành của Trương Hồng. Trang Hồng de chuyên nghiệp. Trang Hồng de chuyên nghiệp. Chuyên ngành gì? 什么专业? 什么专业? Học chuyên ngành gì? 学什么专业? 学什么专业? Bạn học chuyên ngành gì? 你学什么专业? 你学什么专业? Chuyên ngành Hán ngữ. Chuyên ngành Hán ngữ. Khai ủy chuyên nghiệp. Chuyên ngành tiếng Anh. Yên ủy chuyên nghiệp. Chuyên ngành tiếng Việt Nam. Yuệ nán ủy chuyên nghiệp. Hay nói, chuyên ngành của tôi là 我的专业是 我的专业是 chuyên ngành của bạn là gì? 你的专业是什么? 你的专业是什么? Hãy nghe từ quan hệ quốc tế, 国际关系. Trước tiên là từ quốc tế, 国际. Của, của, chi, chi, của chi,
Quốc tế. Hay nói quốc tế. Quốc tế. Quốc tế. Ngoại quốc, nước ngoài. Ngoại quốc. Ngoại quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Anh quốc, nước Anh. Yên quốc. Nước Mỹ, Mỹ quốc. Mỹ quốc. Hãy nhắc lại quốc tế. Quốc tế. Bây giờ là từ quan hệ. Quan hệ. Quan hệ. Từ này đã gặp trong từ mấy quan hệ. Hay nói lại, quan hệ. Quan hệ. Quan hệ. Hay thử nói, không sao, không có gì. Mấy quan hệ. Hay nói, xin lỗi, mình đến muộn rồi. Tôi bù chỉ, wǒ lái wǎn lè. Tôi bù chỉ, wǒ lái wǎn lè. Không sao. Mấy quan hệ. Hay nói quan hệ quốc tế, nguyên văn là quốc tế quan hệ. Quốc tế quan hệ. Quốc tế quan hệ. Chuyên ngành quan hệ quốc tế, nguyên văn là quốc tế quan hệ chuyên ngành. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Quốc tế quan hệ chuyên nghiệp. Chuyên ngành của mình là quan hệ quốc tế. 我的专业是国际关系. 我的专业是国际关系. Mình học chuyên ngành quan hệ quốc tế. Nguyên văn là mình học quốc tế quan hệ chuyên ngành. 我学国际关系专